Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay bên Nhạc cụ Vĩnh Phúc lại tiếp tục cập bến một lô đàn guitar thùng bãi Nhật. Đó, thì thưa quý vị biết là ngày cái đây 5 ngày là ngày mùng 1 tháng 4 là ngày đầu tháng ấy, thì bên Nhạc cụ Vĩnh Phúc vừa mới làm một cái clip với lô hàng mới về. Thì sau 5 ngày là tới ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 thì Nhạc cụ Vĩnh Phúc lại tiếp tục về một lô nữa. Thì em cố gắng là cứ 5 ngày đấy, giao động khoảng 5 đến 10 ngày thì em sẽ về một lô này, em sẽ làm một cái clip lên để giới thiệu sản phẩm cho toàn thể quý vị. Thì quý vị đang tin yêu ủng hộ trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc, quý vị chọn lựa chọn cái sản phẩm nào thì quý vị nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em sẽ nghe máy của quý vị gọi trực tiếp cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Ngoài giờ làm việc các bác vui lòng nhắn tin qua số điện thoại cho em. Số điện thoại của em có đăng ký Zalo nhưng hiện nay là khách hàng kết nối rất là nhiều nên là Zalo đang bị đầy, quý vị không tìm thấy được. Quý vị cứ nhắn tin cho em cái số điện thoại có đăng ký Zalo của quý vị thì em sẽ nhập cái số điện thoại của quý vị là Zalo, em sẽ trò chuyện quý vị qua Zalo. Quý vị cần gửi hình ảnh hay thông tin cái sản phẩm quý vị ưa thích thì quý vị cứ nhắn qua số điện thoại cho em thì em sẽ kết nối Zalo và em gửi, em quay video test lại một lần nữa gửi qua Zalo cho quý vị nhé. Đấy, thì cái sản phẩm ở bên em là toàn bộ là hàng đấu giá. Hàng đấu giá thì phân khúc nó sẽ có những cái phân khúc là hàng đẹp New Line, nó thuộc là hàng F0, F1 đi. Rất là đẹp New Line thì nó là những cái mã cao và những mã đắt tiền. Những cái cây đàn nó rất là đẹp, đẹp gần như mới. Thậm chí nó có những cây đàn nó để trong hộp khoảng dao động từ 40 năm đến 60 năm. Tức là họ sản xuất ra, họ để trong hộp, cất trong hộp mà để trong kho, không sử dụng đến một chút nào luôn. Những cây đàn nó rất là giá trị. Đấy, hoặc là những cây đàn nó phân khúc thấp, như chẳng hạn những cây đàn nó mã cao cũng có nhưng mà nó bị xước sát hay là một chút gì đó thì giá nó rẻ đi so với cái tầm tiền. Thì quý vị xem những cái clip của em, quý vị chọn được cái sản phẩm nào thì quý vị nhanh tay gọi cho em. Quý vị gọi cho em 1 cho đến 2 cuộc mà không thấy em nghe máy thì quý vị nhanh tay soạn tin nhắn cho em là chốt cây số bao nhiêu, mã bao nhiêu ở trong cái clip ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 để chúng ta có được cái sản phẩm chốt nhanh. Thì em sẽ check theo tin nhắn, check theo cuộc gọi, bác nào mà báo trước thì người đó sẽ chốt trước. Giả dụ như cây số 1 mà có 5 bác cùng chốt cây số 1 đấy, thì bác nào nhanh tay gọi trước và gọi cho em mà không đến nghe 2 đến 3 cuộc không đến nghe thì các bác ấy, nếu mà nhanh tay các bác nhắn cho em cái nội dung tin nhắn, em sẽ check theo cái thời gian các bác nhắn tin chốt hàng và cuộc gọi. Thì bác nào mà người chốt đầu tiên thì là em sẽ bán cho người đó. Vì rất là nhiều trường hợp mà có những rất là nhiều cái clip mà em đưa lên là có rất là nhiều bác mà chốt chung một clip nhé. Cái trường hợp đấy là có rất nhiều rồi thì rất mong là các bác là chúng ta sẽ nắm bắt được cái những cái gì mà em vừa tư vấn cho các bác. Thì mua hàng ở bên em, bên Nhạc cụ Vĩnh Phúc là không cần phải đặt cọc. Đối với những cái sản phẩm mà trị giá dưới 5 triệu thì các bác không cần phải đặt cọc. Còn sản phẩm bắt đầu trên 5 triệu thì các bác đặt cọc cho em 500.000. Sản phẩm trên 10 triệu thì đặt cọc cho em 1 triệu. Sản phẩm trên 20 triệu thì đặt cọc cho em là 2 triệu đồng quý vị nhé. Đấy, thì bên em là bên trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc là bán hàng uy tín và chất lượng, có cơ sở, có địa chỉ, có rõ ràng. Đấy, nên là bán hàng thì quý vị là đừng có ngại cái vấn đề là đặt cọc 500 hay 1 triệu. Đặt cọc 500 hay 1 triệu nó là cái giao dịch để chúng ta chắc chắn là giữa bên mua và bên bán là không có chuyện là hủy kèo của nhau, đúng không ạ? Đấy, còn nếu như trường hợp mà các bác mà chốt bằng mồm không, mà vô tình có một người khác mà chốt, đấy, vô tình có người khác mà chốt thì bên em có thể là bán cho người khác. Đấy, đối với cái quy định của bên em đưa ra là sản phẩm trên 5 triệu là phải đặt cọc, bắt buộc là phải đặt cọc, em chờ các bác không đặt cọc. Đấy, ví dụ em sẽ cho thời gian để cho các bác đặt cọc trong vòng nửa ngày hoặc là một ngày đi. Mà không thấy các bác đặt cọc thì em có quyền bán cho người khác. Còn đối với sản phẩm mà dưới 5 triệu thì các bác chỉ việc gọi cho em chốt hàng là em chốt, em không chốt cho người thứ hai nữa. Đấy, thì sản phẩm dưới 5 triệu thì không cần phải đặt cọc. Nhưng với một vấn đề là các bác đặt hàng thì chúng ta phải là người mua bán đàng hoàng, đặt hàng phải nghe máy nhận hàng cho em nhá. Chứ không phải là cứ đặt hàng sau đó là đến lúc hàng đến thì điện là thuê bao hay là tôi đi vắng hay tôi đi công tác, tôi đi du lịch, nó rất là khó cái điều đó cho em vì em đóng gói rất là vất vả. Đó, thì trước khi mà khui 10 cái cây đàn này, thì em sẽ giới thiệu quý vị là 4 cây đầu tiên. Ở đây em có 4 cây này, 4 cái cây classic này là cái hàng phân khúc là hàng thường thôi, hàng rẻ tiền thôi, dành cho tất cả những bác nào mà đang sưu tầm những cây đàn rẻ tiền mà nó là hàng bãi Nhật. Thì những cái cây đàn này nó rất là lâu năm rồi, nó dao động khoảng từ 4 đến 60 năm. Đấy, nó là thừa từ thời Hán, thời chữ Hán. Đấy, thời chữ Hán rất là lâu rồi, thậm chí là có những cây mà lên đến 70 năm luôn. Thì những cái cây này là nó ở trong clip mà ngày
ngày mùng 6 tháng 2, tức là ngày ở trong cái thời điểm tháng 2 á, là lúc đấy em báo xả hàng để em chuyển nhà. Tháng 3 là em chuyển nhà. Đấy, thì trong tháng 3 rồi là em cũng chưa đưa list lên lại, thì bây giờ tháng 4 là bắt đầu em hoạt động ổn định lại bên nhà mới. Thì bắt đầu em sẽ đưa những cái sản phẩm đấy lên để báo giá lại. Thì đây là cái cây số 2 ở trong list ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022. Thì em có đưa lên với giá là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng các bác nhé. Đấy, thì ngày hôm nay cây này em sẽ xả cho quý vị đã. Xả cho quý vị với giá là 2.800.000, 2.800.000 cho cây số 1 này, 2.800.000 cho cây số 1. Đây. Đấy, tem chữ Hán nhé. Em bật cái đèn nó soi vào cho quý vị xem này. Đấy. Tem chữ Hán một có dấu ấn đỏ, những cái đàn này nó rất là cổ, rất là lâu năm rồi. Đó, nó từ thập niên đây. Từ thập niên năm 60 cơ. Đây nhìn cái chữ 60 quý vị nhỉ. Đấy. Đó có đóng dấu ấn đỏ nhá. Thời nhà Hán. Thời chữ Hán ấy. Thời chữ Hán. Em nhầm nhé. Đấy, thời chữ Nho, chữ Hán này. Đấy. Những cái cây đàn này nó rất là cổ, rất là lâu năm rồi. Thì ở cái clip mà tháng 2 em có đưa lên là giá là 3 triệu đồng rồi, giá cũng rất là hợp lý. Đấy, thì ngày hôm nay trong cái tháng 4 này em còn 4 cây nữa em đưa lên. Em báo giá xả cho quý vị với giá cực kỳ đẹp cho quý vị luôn. 2.800.000, chỉ có 2.800.000 quý vị sẽ được tặng thêm một bao da 3 lớp mới, một bộ dây phụ mới và hai móng gãy. Nếu như quý vị không lấy ba món quà tặng đó, em bớt cho quý vị thêm 200.000, còn 2.600.000, tức là chỉ còn một cây đàn nguyên dây như thế này. Đấy, sau đó em sẽ cuốn gói bao bọc và đóng vào hộp giấy em gửi cho quý vị nếu quý vị không lấy quà tặng nhá. Còn quà tặng sẽ là một chiếc bao da ba lớp để đúc vào cây đàn này, em sẽ bao bọc thêm một lớp xốp, một lớp bìa bên ngoài nữa. Đấy, còn nếu như các bác mà không lấy bao thì em vẫn đóng bìa, vẫn đóng xốp cho các bác nhá. Đấy, vẫn đóng bìa và đóng xốp cho các bác. Được chưa? Đó. Cây số 1 mở hàng đầu clip là từ 3 triệu em xả xuống còn 2.800.000 cho các bác. 2.800.000 cho cây số 1. Đó. Đàn rất đẹp luôn nhé. Đấy quý vị nhìn nào, nó khoảng vài chục năm rồi mà đàn rất là đẹp, thì tất nhiên là những cái mã này nó là hàng rẻ tiền thôi. Em nói các bác này, các bác đừng đòi hỏi là nó phải là đẹp long lanh như mới nhá. Giá chỉ có hơn 2 triệu nó bằng cái cây đàn chúng ta mua hàng Việt Nam sản xuất hoặc là hàng Trung Quốc chẳng hạn. Đấy. Đó. Mà giá nó rất là rẻ luôn. Đây này, nó lại là hàng Nhật nòi. Hàng Nhật nòi ạ. Hàng Nhật nòi. Đấy. Hàng Nhật nòi nhá, toàn bộ chữ này. Đây, cây số 1, giá 2.800.000 em ghi rõ cho quý vị nhá. 2.800.000 cho cây số 1, 2.800. Đó. Quý vị mua những cái sản phẩm này không cần đặt cọc nhá, không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản. Đấy, sản phẩm thì em được tặng một bao da, một bộ dây phụ, hai móng gãy. Không lấy quà tặng thì trừ đi 200.000, còn 2.600.000. Bác nào là khách hàng quen mà mua bán nhanh, chuyển khoản đủ thì các bác sẽ được thêm phần bao ship nhé. Em bao ship cho các bác luôn. Đấy, được thêm phần bao ship. Vì cái hàng này thì nó thật với các bác là không lãi lời gì nhiều đó. Em bán cho các bác thì lãi 200.000, nhưng mà bây giờ em xả cho các bác rồi là còn bao ship cho các bác là không lãi gì cái hàng này nữa nhé. Cây số 1. Đấy, không lãi lời gì đâu. Tiếp theo là cây số 3 ở trong cái clip mà ngày mùng 6 tháng 2 này. Đấy. Đó là cái cây số 3 đấy. Nhưng mà trong clip ngày hôm nay nó là cây số 2 thôi. Đấy. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm rẻ tiền. Thì vừa rồi là cũng mấy hôm vừa rồi thì có rất là nhiều bác là mong muốn là mua một cái cây đàn nó chỉ có hàng 2 đến 3 triệu quay đầu thôi, thì em hôm nay em mới khui cái lô này ra, em quay cho các bác này. Đây. Đấy. Cây này. Đấy. Saku Rio này. Đấy, tên của nó này, toàn bộ là chữ Nhật điếc, tất cả mọi thứ này, mặt top thì rất là đẹp, rất ok. Đấy. Thế còn vấn đề là những cái hàng này thì vấn đề là chày chụa cấn thì chúng ta không thể tránh được rồi. Vì đây là hàng rẻ tiền nhé, em nói các bác như vậy, đây không phải là hàng chọn. Đây không phải là hàng chọn nhé. Đây là chúng ta đừng đòi hỏi là hàng phải đẹp. Hàng này thì chắc chắn là có xước sát và có cấn. Còn dập vỡ gãy nát thì không có nhé. Dập vỡ gãy nát thì không có. Cần thì còn gọi là những cái cây nào có những cây có hiện tượng gọi là hơi cong một chút thôi. Đấy, còn đâu là mọi thứ đó ok, ngon lành hết. Đấy, cây này thì nó là cây số 3 ở cái tháng 2 thì em báo cũng giá là 3 triệu. 3 triệu thì ngày hôm nay em cũng xả cho các bác luôn. Đấy. 2.800.000 cho cây số 2 này. Cây này cây số 2 nhá. 2.800.000 cho cây số 2. Đấy, giá cực đẹp cho quý vị luôn. 2.800.000 cho cây số 2 này. Đấy, không dập vỡ, không nứt toác gì cả. Đấy, chất lượng tất cả mọi thứ ok.
Đấy, action còn khá là ổn để chúng ta sử dụng. Ngựa này còn khoảng 3 ni nữa để chúng ta mài quý vị nhé. Đấy. 2.800.000 cho cây số 2 ạ. Đấy, 2.800.000 cho cây số 2. Em thử lại cây số 1 là lúc nãy là chắc là chưa thử chất âm đúng không? Đàn em mới bóc ra là chưa tin lên dây. Đấy là chất âm của cây số 1 quý vị nhé. Đấy, cây số 1. Tiếp theo này, cây số 3 này. Cây số 3. Ở những cái mặt hàng này thì bên em là về cũng chỉ lau chùi vệ sinh căng dây thôi. Thì bên em là không phải là cái xưởng gọi là tút lại đàn nên là cũng không biết về cách làm lại đàn, không biết cách sơn suy. Về thì hàng em nhập là hàng lô, nhưng mà nó hàng chọn những cái cây mà còn ngon, không bị đứt toác, không dập vỡ gì cả. Nó có cấn một vài chỗ hơi xấu, hơi bạc sơn một vài chỗ, nhưng mà mọi thứ là còn ngon, còn hoạt động bình thường quý vị nhé. Đấy, cây này thì nó là cây số 4 ở trong cái nick ngày 6 tháng 2 này, cũng giá là 3 triệu. Cũng giá là 3 triệu thì ngày hôm nay em xả cây này cho quý vị luôn. Đấy, cũng giá là 2.800.000 cho cây số 3 nhá. 2.800.000 cho cây số 3. 2.800 này. Đấy. Tất cả đều bớt 200.000 và tặng 3 quà tặng cho quý vị. Này, action này khá là ổn, ngựa còn thoải mái để chúng ta mài nhá. Ngựa còn thoải mái để chúng ta mặt top. Mặt top này có cấn vài chỗ nhẹ nhàng thôi, nó không cấn to, không xước to, không gì cả quý vị nhé. Đấy, nhẹ nhàng thôi quý vị nhé. Đấy, tên của nó là Morris này. Morris này. Ở cái chỗ có cái điểm rách tem có chữ Japan đấy, quý vị nhìn kỹ cho em nhé. Đấy. Con này chất âm rất là sáng, rất là bén luôn quý vị nhé. Rất ok ạ, rất ok luôn. Đấy. Những cái sản phẩm này quý vị chưa xem kỹ thì quý vị có thể mở lại cái clip mà ngày mùng 6 tháng 2. Quý vị mở lại clip ngày mùng 6 tháng 2. Còn nếu quý vị không tìm đến clip ngày mùng 6 tháng 2, quý vị cứ gọi cho em bằng cái số Zalo, em sẽ chia sẻ qua Zalo cho quý vị. Những cái sản phẩm này em giới thiệu rất kỹ ở cái clip ngày mùng 6 tháng 2 rồi. Nên là clip này em giới thiệu qua cho quý vị thôi. Đó. Nhá. Đấy, cây số 3 từ 3 triệu giảm xuống còn 2.800.000. Đấy, khóa khủng tất cả mọi thứ là ok, hàng vài chục năm mà khóa còn ngon như này là rất là ok rồi quý vị nhá. Đấy. 2.800.000 cho cây số 3. Đến cây số 4 này. Cây số 4. Đây. Cũng là toàn bộ là đấy, chữ này và có dấu ấn đỏ ở bên dưới quý vị nhé. Đấy, hàng rất là lâu năm rồi chứ không phải hàng dao động từ 40 năm đến 60 năm ạ. Đấy. Rất là ok nhá. Ngựa còn thoải mái để chúng ta mài ạ. Đấy. Con này thì nó là con số 9 ở trong cái clip ngày mùng 6 tháng 2. Đấy, thì tức là nó là cây số 4 ở trong clip ngày hôm nay. Đó, là cây số 4 trong clip ngày hôm nay thì giá cây này ở trong cái clip ngày mùng 6 tháng 2 em bán cho quý vị với giá chỉ có 2.500.000 thôi. Thì ngày hôm nay em bán cho quý vị giá, em bớt 200.000 cho quý vị nhá, giá 2.300.000. 2.300.000 từ 2.500.000 xuống còn 2.300 cho cây số 4. 2.300.000 cho cây số 4 nhá. Đấy, quá rẻ luôn, rẻ bằng hàng Việt Nam, hàng Trung Quốc luôn rồi. Đó, mà hàng đó là hàng Nhật ngon, chất âm cực kỳ ngon luôn, độ bền cực kỳ là chúng ta thoải mái chúng ta dùng luôn. Đây, có chày về phía sau lưng này, chày cấn này. Đấy, đây, nó có vết chày bật ở phía dưới chôn này, quý vị nhìn kỹ cho em nhé. Còn không có nứt toác đâu, nứt toác dập vỡ không có đâu nhé. Cái hàng này sẽ tặng, tất cả 4 cái cây này sẽ được tặng một bao da, một bộ dây phụ nhé. Đấy, nếu các bác không lấy bao da, không lấy bộ dây phụ, không lấy hai bóng gãy đó thì các bác sẽ được trừ đi 200.000 nhá. Bác nào chuyển khoản đủ luôn cho em thì em sẽ bao ship thêm cho. Đấy, coi như là 4 cái cây đầu clip này là em bán, nếu mà đến bao phần bao ship này em bán lỗ vốn cho quý vị rồi, bán lỗ cho quý vị rồi. Mỗi một cây đàn này sẽ tiền cước sẽ dao động khoảng 150.000 tiền cước nhá, mỗi một cây đàn này. Đấy, tiền cước dao động từ 100 cho đến 150.000 tùy từng vùng miền. Các bác mà ở gần khu vực em, các tỉnh lân cận như là Hà Nội, là Thái Nguyên, Việt Trì, Phú Thọ thì là dao động khoảng 100.000 tiền cước thôi. Nhưng mà xa hơn những cái vùng đó như là từ miền Trung, miền Nam trở đi thì giá tiền cước nó khoảng 120 đến 150 tiền cước các bác nhé. Đó là cây số 4 trong clip ngày hôm nay là 4 cây đầu clip với cái giá xả hàng cho các bác. Mỗi cây được chiết khấu 200.000. Các bác quan tâm sản phẩm nào liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982.
Các bác gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối em sẽ nghe máy của các bác. Đó. Đấy. Thế bây giờ sẽ lần lượt em khui 10 cây này. 10 cây này thì em sẽ khui từ cây rẻ nhất cho đến cây đắt nhất. Các bác cứ theo dõi đến cuối cùng. Càng những cây cuối thì là toàn những cây mà hàng đẹp lưu lai, toàn những hàng chất lượng cao mà đẹp chất. Đấy. Quý vị là khách hàng mới mà chưa nhấn đăng ký màu đỏ bên dưới kênh YouTube của em thì nó có cái chữ đăng ký màu đỏ bên dưới kênh. À, các bác nhấn chữ đăng ký màu đỏ dưới kênh cho em. Đây nha, em giả dụ như các bác cầm cái điện thoại này của các bác, đúng không? Đấy, các bác vào phần YouTube này. Các bác ấn vào cái phần YouTube này cho em. Đấy, quay rõ cho các bác. Bấm vào phần YouTube này. Vào YouTube này. Sau đó nó có cái hình màu tròn là có chuôi dạng kiểu cái kính núp ấy ở bên trên này. Chúng ta ấy, bấm vào đó là phần tìm kiếm, chúng ta gõ từ khóa là nhạc cụ Vĩnh Phúc này, gõ từ khóa nhạc cụ Vĩnh Phúc. Sau đó ta bấm tìm kiếm thì nó sẽ ra cái phần này là nhạc cụ Vĩnh Phúc đây, có chữ nhạc cụ Vĩnh Phúc đây. Thì có hình ảnh lên của em đây. Đấy, ảnh lên của em đây các bác nhá. Đấy, đấy là ảnh lên của em. Thì các bác để mà theo dõi được những cái nip mới nhất của bên em thì các bác nhấn luôn vào đây, nhấn vào cái ảnh đèn của em á. Đấy, thì nó sẽ ra cái kênh của em luôn, ra cái kênh của em luôn, nhưng mà các bác phải kéo lên như này thì nó chỉ được một ít thôi. Nhưng các bác phải nhìn trên góc này. Trên góc này nó có thư mục phần là video. Đó, chúng ta phải chọn vào cái phần thư mục video đó thì nó sẽ ra lần lượt tất cả video đây, lần lượt thứ tự. Đó, thì những cái video mà các bác mà ở trên đầu tiên này là video mới nhất, ví dụ đây ngày mùng 4 tháng 4, tức là ngày hôm qua em đóng một lô hàng đi đấy. Đó, chúng ta bấm vào đây. Đó. Thì đối với những khách hàng mà chưa có chữ chưa nhấn đăng ký thì cái chữ đăng ký ở bên dưới này nó là màu đỏ. Còn đây là em đã nhấn ở đây. Đấy. Hủy đây, em thử hủy đi nhá. Đấy, thì nó có chữ đăng ký màu đỏ bên dưới này. Đó, đây là nhạc cụ Vĩnh Phúc này. Nó có chữ đăng ký màu đỏ, chúng ta nhấn vào chữ đăng ký. Đấy, đã đăng ký xong là có hình cái chuông ở đây. Tôi nhấn vào đó. Tôi nhấn vào cái chuông. Đấy, thì chúng ta sẽ để cái chế độ là ở dưới này nó là dành riêng cho bạn và không nhận thông báo, thì chúng ta sẽ chọn vào dành riêng cho bạn này hoặc là tất cả. Đấy, hoặc là tất cả. Đấy, thì chúng ta ấn vào chữ tất cả thì là tất cả những cái khi mà bên nhạc của Húc đưa cái clip gì lên thì cái chuông nó sẽ có thông báo cho quý vị ở bên trên, nó nổi bên trên này. Chúng ta kéo xuống, mỗi lần chúng ta có một cái thông báo gì nó ở trên điện thoại chúng ta kéo ở dưới này xuống, nó có cái chuông thông báo và nó chúng ta sẽ đọc tất cả những cái gì lịch sử mà nó sẽ báo ở bên trên góc trên cùng điện thoại này, trên này nhá quý vị nhá. Đấy. Đấy là vừa rồi em xin 2 phút để mà hướng dẫn cho những bác cao tuổi, những bác có tuổi á, là chưa biết những cái phần đó thì em hướng dẫn một chút để cho các bác biết. Thì rất mong là đối với những bác biết rồi thì cũng hiểu và thông cảm, em phải dành một chút thời gian để em nói chuyện và em chia sẻ cho những bác mà chưa biết, để các bác biết cách theo dõi những cái mặt hàng mà các bác đang mong muốn. Thì rất là nhiều bác là trước đây em làm nip, em có những bác là vào cứ hay comment là nói nhiều nói lắm, thì những bác đấy em chưa thấy mua hàng của em bao giờ cả. Đấy, nói thật luôn đấy, những bác mà hay comment nhiều ở trên kênh YouTube của em là kem comment chửi bới nòng hoàng cái gì đó, những bác đấy gọi là không đàng hoàng, gọi là vào phá đám đi nòng hoàng những cái người đó thì em không bao giờ chấp, vì nó thừa dạng tiểu nhân rồi, nên em không chấp. Thế đây em nói cho những người hiểu, những người đang tin yêu ủng hộ trung tâm Nhân Phúc thì em sẽ chia sẻ cho các bác đó. Em biết cái gì thì em chia sẻ cái đấy đó. Mình không nên giấu giốt đó. Mặc dù là em có những cái khuyết điểm còn thiếu sót đấy, nhưng mà em cũng biết những cái gì để em chia sẻ, nên các bác chúng ta cùng chia sẻ, cùng đóng góp với nhau. Là cây số 5 đây, cây số 5 nó là mã của nó là Yamaha G120 Made in Japan ạ. Yamaha G120 Made in Japan, các bác nhìn kỹ cho em nhé. Tem vuông hoa văn đấy. Mặt top này con này có một vài vết răm nhỏ ở phần mặt này đấy, tia thâm này, đây có một vết thâm ở đây nữa, còn đâu này dập vỡ nứt toác thì không có nhé. Đấy, ngựa zin này đấy, ngựa còn rất là cao, còn cao khoảng 3 ni nữa chúng ta thoải mái để chúng ta mài để mà hạ thấp được action xuống để chúng ta sử dụng khi mà chúng ta lười bấm hợp âm sâu thì chúng ta cho action nó thấp xuống để chúng ta bấm cho nhẹ. Đấy, phím thì rất là ngon, rất ổn nhé. Đấy, phím rất là ngon, rất là ổn. Thì con này là con số 5. Đấy, các bác nhớ mã là mã số 5 nhá. Mã số 5 trong clip ngày hôm nay. Đấy, đầu cần này. Khóa zin hết ạ. Khóa zin. Đấy, khóa zin theo đàn hết nhá các bác nhá. Khóa zin theo đàn ạ. Đấy.
khóa zin theo đàn này. Đấy, gáy cần này, gót cần này, zin hết ạ. Gót cần zin ạ. Đấy, lưng đàn này. Đấy, có những vết xước sắt, xước răm nhỏ thôi, còn đâu dập vỡ nứt toác thì không có các bác nhá. Đấy, phải nói rõ các bác như vậy, dập vỡ nứt toác thì không có. Đấy, xước sắt nhỏ thôi. Đấy, hông bên này. Đấy, hông bên trái này. Đấy, chôn đàn này. Chôn đàn này. Đấy, hông bên phải này. Đấy, hông bên phải thì ở đây có những cái điểm gợn bợt. Đấy, nó chưa ăn qua cái lớp phủ bóng mà chưa ăn vào gỗ nha các bác nhé. Đấy, quay kỹ cho các bác này. Đấy, đấy, gợn bợt bợt thế thôi. Chắc là cái phần này là họ chơi, họ tì lên đùi này, tì lên đùi, hoặc là họ mặc cái quần nó có khóa, nó có cái khóa ở đây thì họ tì vào thì nó tạo ra hơi, tạo những cái vết gọi là những cái đường ngoằn nghèo như này, nhưng mà nó chưa ăn qua cái lớp phủ bóng, chưa ăn vào gỗ. Đấy, chúng ta nhìn áp mặt chúng ta mới thấy, hoặc là sờ tay chúng ta mới thấy, còn đâu là bình thường thì nhìn như này không thấy được. Đấy, phải nói rõ các bác nhé. Mặt lưng cũng vậy nhá, mặt lưng có vài vết xước lông mèo, nó dạng kiểu vết xước lông mèo ấy, nhìn rõ mới thấy. Đó, còn nói chung là về xét về toàn diện với tầm tiền thì nó rất là ổn, rất là đẹp, rất là ok, action là khá là ổn này, chất âm này, chất âm thì rất là tinh tế quý vị nhá. Đấy, rõ nét, trầm ấm rõ nét, trầm ấm rõ nét các bác, trầm ấm rõ nét thì em đo luôn cái size này thử cho các bác nghe đây. Đó, thì những cái đàn chuẩn classic của bãi Nhật thì nó dao động khoảng từ 35 cho đến 37 cm. Đấy, em đo cái phần to này là 37 cm quý vị nhá, 37 cm ạ. 37 cm. Đấy. Đó, 37 cm. Đấy, 37 cm nhá. Đó là con số 5. Đấy, con số 5 em bán cho quý vị với giá là 3 triệu đồng. 3 triệu cho con số 5 nhá. 3 triệu con số 5 ạ. 3 triệu cho con số 5 này. Số 5 3 triệu. Số 5 là 3 triệu này. Số 6 đây. Đấy, số 5 là hộp cát xê mỏng, và số 6 cũng hộp cát xê mỏng nhé. Hộp cát xê mỏng thôi. Đó. Hộp cát xê mỏng. À, em có thêm một phần lưu ý cho các bác này. Đối với những cái cây mà ở trong hộp cát xê này, 10 cái cây trong hộp cát xê này nhá, trừ 4 cái cây đầu lít ra thì còn lại 10 cây trong hộp cát xê này, đối với tất cả các bác khách hàng quen sẽ được tặng thêm quà tặng là 200.000. Đối với tất cả các bác khách hàng quen nhé, được tặng 200.000. Còn đối với tất cả các bác khách hàng mà mua hàng giá mua sỉ đi. Đấy, mua số lượng từ 2 đến 3 cây trở lên thì sẽ có giá cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt. Đấy, những cái bác đó thì em sẽ chiết khấu thẳng trực tiếp cho các bác, khi các bác đối với những cái khách hàng sỉ, mua số lượng. Đấy, em đi chiết khấu nhiều cho các bác đấy. Đấy, còn đối với khách hàng quen thì là trước mắt là em mới chiết khấu mỗi một cây 200.000 trong 10 cây có hộp cát xê này nhá. Còn 4 cây đầu lít này em đã xả lỗ rồi, không có giá chiết khấu nữa. Đấy. Tiếp theo là cây số 6 này. Yamaha G150. Đấy, con này đó, tem vuông này. Made in Japan. Con này mặt top thì rất là đẹp, rất là hoàn hảo luôn, rất là đẹp và rất là bóng luôn. Đấy. Đây có một vài vết cấn thâm ở đây. 1 2 3 4. Nhỏ xíu thôi. Đấy, ngựa thì ngựa zin nhé, ngựa zin này. Đấy, action thì đã được hạ thấp rồi. Đấy, con này action này đã được hạ rất là thấp luôn. Đây, đầu bút của em này. Đấy, action được hạ rất là thấp luôn các bác nhé. Đấy, rất là thấp rồi. Đấy, về sẵn sàng sẵn dùng thôi. Yamaha G150. G150, con này em báo luôn cho các bác với giá là 3.500.000 nhé. 3.500.000 cho con số 6 ạ. 3.500.000 cho con số 6 này. Đây các bác xem phím này. Con này thì đẹp hơn con lúc nãy rất là nhiều. Mã cao hơn con lúc nãy là G120, thì con này là G150. Đấy, mã cao hơn mà lại đàn này đẹp hơn. Giá thì là đắt hơn, 3.500.000 cho con số 6 này. Đấy, đầu cần rất đẹp, rất mới, rất ngon luôn ạ. Khóa này, khóa ngon nhá, khóa zin luôn ạ.
Đấy. Khóa zin luôn này. Đấy. Gáy cần này. Gót cần này. Zin hết ạ. Đấy. Nâng cơ, nâng đàn này. Chôn đàn. Đấy. Vần phần mặt phần nâng thì chỉ ngoài vài vết xước răm lông mèo ra thì không có vấn đề gì cả rồi. Đàn rất là đẹp, con này rất là đẹp nhá. Giá 3 triệu 500 nghìn quá là hợp lý cho quý vị cho cây số 6 này. Đấy, 3 triệu 500 nghìn cho cây số 6 ạ. 3 triệu 500 nghìn cho cây số 6. Đàn rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn cho quý vị nhá. Đấy. Rất đẹp luôn. Đó. Chất âm rất là dày dặn, trầm ấm, rất tinh tế quý vị nhé. Đó, rất ok. 3 triệu 500 nghìn cho cây số 6 ạ. 3 triệu 500 nghìn cho cây số 6 này. Em sẽ xếp ra chân này mà lát nữa em quay lại một lần nữa cho quý vị nhé. Lát nữa ở đoạn cuối video em sẽ quay lại một lần nữa cho các bác ạ. Đó là cây số 6 rồi. Cây số 7 này. Đấy, hộp cát xê mỏng thôi nhá. Quý vị nhá, cây số 7 này. Đấy. Cây số 7. Đây, cây số 7. Wow. Càng về sau đàn càng đẹp càng ngon quý vị nhé. Mã càng cao lên ạ. À. Cây số 7 này. Đấy. Yamaha C200. Yamaha C200. Mặt rất đẹp, rất ngon luôn. Đây. Đấy. Ở đây điểm mặt này nếu chúng ta sát gần vào thì nó có gọi là hết vết bợt. Vết bợt thôi chứ chưa phải là vết ăn vào qua lớp phủ bóng, ăn vào gỗ đâu nha quý vị nhé. Bợt ở bên ngoài lớp phủ bóng thôi. Đấy, chúng ta áp mặt chúng ta nhìn kỹ hoặc là nhìn nghiêng chúng ta mới thấy đúng không ạ? Đây này. Đấy. Đấy, nhìn trực diện như này thì là đẹp hoàn hảo, ngon lành hết quý vị nhé. Đẹp hoàn hảo, ngon lành hết. Ngựa thì là ngựa. Ngựa zin này. Và action của nó, độ cao của ngựa này nó còn khoảng tầm 4 ni nữa. 4 ni nữa. Thoải mái mà action nó cũng đã khá là ok rồi. Đấy, Yamaha C200 Made in Japan. Hai phím này. Phím còn rất là ngon luôn ạ. Phím đàn còn rất là ngon quý vị nhé. Đấy, đầu cần này, bóng loáng mới, đẹp. Khóa này, khóa vàng nhé. Khóa vàng và trục là màu đen chống rỉ, rất là ok. Tai khóa rất là chắc chắn, dày dặn. Khóa vàng, hoa văn. Đấy, gáy cần này. Gót cần này. Zin hết. Keo chỉ sơn si zin hết. Đây, hoa văn này. Hoa văn ở phần nâng đàn này. Quý vị nhìn ạ. Đẹp chưa ạ? Đấy. Chôn này. Đấy. Sườn bên trái này. Hông sườn trái này. Rất đẹp luôn. Con này rất đẹp luôn ạ. Giá 4 triệu cho con số 7. Giá 4 triệu cho con số 7 quý vị nhé. Giá 4 triệu cho con số 7 ạ. 4 triệu cho con số 7. Đấy. Rất xứng đáng đồng tiền chúng ta bỏ ra. 4 triệu cho con số 7 quý vị nhé. 4 triệu đồng cho con số 7 chất âm này. Đấy. Âm thanh dày dặn rõ nét. Đấy. So với tầm tiền thì âm thanh quá là ok, quá là ổn. Hình thức thì đàn rất là đẹp, rất là ok quý vị nhé. Giá chỉ có 4 triệu đồng thôi. 4 triệu đồng cho con số 7 ạ. Triệu đồng cho con số 7 này. Tiếp theo đến con số 8 này. Vẫn là hộp cát xê mỏng thôi nha quý vị nhá. Con số 8. Số 8 đây.
số 8. À, số 8. Con này là Matsuka. Matsuka mà bị mất tem quý vị ạ. Con này bị rách mất tem. Thì theo về cái khuôn mặt và hình thể cây đàn và tai khóa thì chúng ta còn nếu mà những người mà tinh về đàn thì chúng ta cũng có thể đoán được nó dao động khoảng tầm lô 30 cho đến 35 quý vị nhé, lô 30 m 30 m 35 gì đó đấy. Thì con này nó áng chừng như vậy vì lý do nó rách tem nên là em bán con này cho quý vị giá cực kỳ rẻ luôn đấy. Là có chữ con này là tem vuông nhé, tem vuông, tem hoa văn chữ ký, nhưng mà rách mất tem rồi nên là bán cho quý vị giá cực kỳ đẹp luôn. Mặt top thì hơi có một vết cấn ở đây, đây nữa này đấy. Đó, ngựa zin này. Đấy, ngựa zin này. Đấy, action thì đã được hạ thấp hết xuống rồi này. Đấy, khoảng cách action với phím là rất là ok. Đó, phím này. Con này bán cho quý vị với giá chỉ có 3 triệu 800 nghìn nhé. 3 triệu 800 nghìn ạ. 3 triệu 800 nghìn quý vị nhé. 3 triệu 800 nghìn cho con số 8. 3 triệu 800 nghìn con số 8 là con Matsuka. Đấy, nhìn theo bộ khóa theo cái dáng đàn. Thì với những cái anh em trong nghề lâu năm thì khoảng 90% nó đây là lô 30. Đó, khoảng 90% nó là đây là lô 30 quý vị nhé. Đó. Đấy. Khóa tất cả mọi thứ ngon lành hết này, chuẩn này. Đấy, chỉ rách mất tem thôi. Rồi. Nhìn hoa văn của nó thì biết rồi. Này. Đấy, nưng chôn này. Đàn rất là đẹp luôn. Con này ở dưới chôn thì có chỗ một chút cấn ở dưới chôn này. Ở mép chôn này quý vị nhìn kỹ cho em nhé. Đấy, phải nói rõ cho các bác như vậy nhé. Đây. Đấy, cấn một tí ở mép chôn này nhá, còn không phải là bị bong, không phải là bị vỡ đâu nhá. Cấn một chút ở mép chôn này đây, ngón tay em chỉ này. Đấy. Đấy, không phải bị dập, không phải bị vỡ đâu nhá. Các bác nhìn kỹ cho em đấy. Đấy, còn chuẩn còn ngon nhá. Đấy. Chưa hề bị dập vỡ, chưa hề bị nứt toác gì cả. Đấy, đàn còn rất là chuẩn, rất ngon luôn ạ. Giá chỉ có 3 triệu 800 nghìn vì lý do là vài cái điểm xấu mà em vừa mới tả cho các bác. Đấy, gót cần zin hết. Đó, chất âm thì quá là tinh tế, quá là. Đấy. Âm thanh trầm ấm trong trẻo. Đấy, sắc nét, rõ nét. Đó, rất ok quý vị nhá. Triệu 800 nghìn cho con số 8 ạ. 3 triệu 800 nghìn cho con số 8 các bác nhé. Con số 9 này. Con này hộp cát xê rất là đáng đồng tiền luôn. Con này hộp cát xê là đã nguyên cái hộp cát xê của nó đã tiền triệu rồi. Đúng không ạ? Đấy. Và rất là mới, hộp cát xê rất là mới, dày dặn, chắc chắn, khỏe, mới. Hộp cát xê dày. Đấy, từ cái tai khóa còn sáng bóng, còn mới, còn ngon như thế này. Đấy. Đấy, bên trong này lỉ của nó rất là chắc chắn này, rất là mới luôn. Hộp cát xê rất mới luôn quý vị nhé. Đấy, hộp cát xê rất là mới luôn ạ. Đó. Con số 9 này là mã gì đây ạ? Đấy. Đấy. Takamine 5. Đấy, Takamine 5 lô 5 quý vị nhé. Takamine lô 5 1982. Chữ cuối cùng là tem vuông, tem vuông nhé. Chữ cuối cùng là 1982. Và quý vị nhìn kỹ, đây nhìn kỹ ngón tay em chỉ ở trong cái thanh lan ở giữa đàn kia. Đấy, có dập bằng dấu nhiệt nhé. Dấu nhiệt tức là họ lung lóng lên đấy. Họ dập lên trên trên cái thanh giữa đàn kia là Takamine EST 1962. Đấy. Thì con này là của nó là sinh năm 1982 quý vị nhé. Yeah, 1982 này. Và ở trên, quý vị nhìn kỹ ạ. Ở trên đầu hốc bên trên kia có ghi chữ là đấy, số series, số khung đấy. Số khung ở bên dưới là có chữ Takamine. Đó. Rất là chất lượng luôn nha, mặt top này. Mặt top này hoàn hảo luôn, ngon lành hết, ngựa này ngựa zin này. Đấy. Ngựa này ngựa zin. Đó. Ngựa này ngựa zin quý vị nhá.
Đấy, mặt top này. Ngựa zin này. Đó, ngựa này còn khoảng tầm 3 ly nữa, thoải mái thì chúng ta có thể hạ được action thấp thêm tí nữa. Được chưa? Đây, phím này. Phím này. Rất là ngon, rất là chất luôn ạ. Đầu cần này. Đầu cần đàn này. Phải nói là đẹp hoàn hảo luôn, đẹp hết nước chấm luôn ạ. Đẹp hoàn hảo luôn. Đấy. Tay khóa bằng vàng. Khóa bằng vàng hết nhá. Đấy, gót cần này. Zin hết ạ. Gót cần zin hết ạ. Đấy. Nưng đàn này như mới luôn. Đấy, về hông sườn nưng chôn đàn thì như mới luôn. Phần mặt top thì có vẻ là nhìn xấu hơn phần lưng chôn đàn. Được kéo lại là phần lưng chôn đàn con này thì new line. Đấy. Mặt top thì kém hơn phần lưng chôn một chút thôi. Đó. Rất đẹp các bác nhé. Rất đẹp. Bắt đầu đến những phân khúc đàn cao cấp rồi. Đấy. Chất âm này. Chất âm quý vị nhé. Đó. Thế con đàn này em nhớ không nhầm là ở bên tháng 3 em có đăng lên một cây, giá là chưa đến 10 triệu, nhưng mà thời điểm này thì những cây như thế này thì giá của nó hiện tại đang là 10 triệu một cây nhá. 10 triệu cho cây số 9 này. 10 triệu cho cây số 9 quý vị nhá. Nó tùy từng thời điểm nhá. Đấy, hộp cát xê của nó thì quá là chất, quá là vip luôn. 10 triệu đồng cho cây số 9. Hộp cát xê này xứng đáng đồng tiền, không bao giờ lo hỏng đàn được. Đấy. Quên mất em để đàn bên ngoài tí quay lại cho quý vị xem. 10 triệu cho cây số 9 ạ. Đến cây số 10 này. Số 10 nhá, hộp cát xê. Đấy, hộp cát xê là da rất là dày dặn, rất là chắc chắn này. Đấy, tai bằng vàng luôn. Tai bằng vàng luôn. Đấy. Tai bằng vàng luôn quý vị nhá. Đây. Rất là dày dặn, rất là chắc chắn luôn. Đấy. Đây. Con này là đấy. Aranjuez Matsuka Japan 706N. Con này là tương đương với là Matsuka M60. Đấy quý vị nhé. Để quý vị nhìn kỹ tem cho em nhé. Đấy. L là gì? 706 và có chữ L đằng sau, tức là con này là size nhỏ hơn một chút. Và vừa nãy đầu clip em có nói rồi. Đầu clip thì những cây kia thì em có nói các bác là giá khoảng 30 thùng nó khoảng 36 cho đến 37 cm, thì con này là 35 cm. Con này nhỏ hơn so với những cây bình thường dao động khoảng từ 1 đến 2 cm quý vị nhé. Con này 35 cm. Thì con này phù hợp cho tất cả những bác mà người thấp đó, tay ngắn tay nhỏ, hoặc là những cháu nhỏ, cháu gái, hoặc là phù hợp với những cái cháu nữ, những bạn nữ để chúng ta chơi cái cây đàn này, nó rất là phù hợp. Đó, về phần mặt trên này thì nó nhỏ hơn những cái cây kia khoảng 1 cm thôi. Nhỏ 1 cm thôi quý vị nhá. Để về phần thùng đàn nhỏ 1 cm thôi. Nó rất là gọn. Vì đây ghi rõ luôn rồi. Đấy, Matsuka Japan 706 và có chữ L đằng sau. Là size L quý vị nhá. Con này thì đẹp new line nhá. Đẹp new line ạ. Đàn đẹp new line. Đây ngoài cái vết này là vết luồn dây. Họ để tụt dây nó quật vào đây. Đấy, còn đâu thì là không có vấn đề gì cả. Mặt top là đẹp. Bóng nhễ nhạy luôn. Phím là còn ngon, rất ngon. Đấy. Đó. Tương đương với lại M60 quý vị nhé. Tương đương với Matsuka M60. Khóa này. Khóa của Matsuka quý vị nhé. Đấy, khóa vàng này. Khóa vàng này. Đây là. Đấy. Khóa vàng này. Đàn đẹp new line quý vị nhé. Đàn đẹp new line. Thế con này em bán cho quý vị cái giá là 9 triệu đồng cho con số 10.
9 triệu cho con số 10 quý vị nhé. 9 triệu cho con số 10 ạ. 9 triệu cho con số 10. Đây. Phải nói là đàn rất là đẹp luôn, đẹp new line luôn. Vân gỗ này các bác nhìn nó như mới rồi. Đây. Đấy. Rất là đẹp, rất là chất luôn. Đẹp new line ạ. Xứng đáng đồng tiền chúng ta bỏ ra luôn ạ. Đấy. Con số 10 quý vị nhé. Giá là 9 triệu cho con số 10 ạ. Chất đời mình khỏi nghĩ rồi. Đấy. Thùng nó chỉ gọn đi 1 cent thôi, nhưng chất âm thì nó không có cái gì kém đi so với những cái đàn khác quý vị nhé. Đấy, rất phù hợp cho tất cả những cái bác mà người nhỏ, tay nhỏ, tay nhắn, hoặc là những bạn nữ chúng ta chơi cây đàn này, hoặc những cháu nhỏ chúng ta chơi cây đàn này quá là gọn nhẹ một chút cho chúng ta, để chúng ta nó phù hợp cân xứng với cái cây đàn của chúng ta nhé. Giá là 9 triệu cho cây số 10. 9 triệu cho cây số 10 ạ. Triệu cho cây số 10. Chúng ta được 10 cây rồi. Đấy, rất nhanh thôi. Càng ngày là đến những cái mã cao cấp dần quý vị nhá. Cái số 11 này vẫn là một cái hộp rất là dày, rất là chắc chắn. Đấy, có cả giấy tờ gì đây. Đó. Rất đẹp luôn quý vị nhá, đàn rất đẹp luôn ạ. Đấy, con này mã vẫn giống như con lúc nãy, nhưng mà không phải là CDL. Con này là đây. Đó. Aranjuez đây. Đó. Tokyo Japan. Đó, No 706. Đó, tương ứng với Matsuka M60. Đó, mà con này đẹp hơn con lúc nãy rất là nhiều. Và size con này là size to hơn. Con này, con lúc nãy là thêm chữ L đằng sau, thì con này không có chữ N. Đấy, con này là 37,5 cm. 37,5 cm quý vị nhìn kỹ cho em nhá. Đấy, được chưa? Đấy. Rất là đẹp nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này thì ngựa zin này. Ngựa zin này và ngựa còn cao khoảng 4 ly nữa. Thoải mái chúng ta mài, và action của nó đây đã rất là thấp rồi. Mặt top thì đẹp hoàn hảo, đẹp new line luôn. Đẹp bóng nhễ nhạy luôn, đẹp hơn mặt top con vừa nãy rất nhiều. Đấy. Phím còn mới còn ngon này. Rồi. Cần đàn này, đầu cần này. Còn nó là quá là đẹp luôn. Khóa này. Vàng ươm. Đấy. Khóa vàng như thế này mà. Đấy. Gót cần này. Vân gỗ rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất ngon luôn ạ. Đấy. Chôn đàn. Đấy. Ngoài vài vết xước răm nông mèo ra thì cấn chày dập là không có rồi. Đấy. Chỉ có vài vết xước răm nông mèo nhỏ thôi. Đấy. Con số 11 nhé. Giá 10 triệu cho cây số 11. Giá 10 triệu cho cây số 11 nhé. Xứng đáng đồng tiền các bác bỏ ra nhé. Đấy. Nó tương ứng là Matsuka M60. Đấy. Hàng con này như là hàng đây mới. Chất âm thì rất là tinh tế quý vị nhé, dày, đấy, rõ nét, âm thanh trung thực luôn, rất là rõ nét luôn ạ. Đó. Cây số 11 giá 10 triệu quý vị nhé, giá 10 triệu cho cây số 11 ạ. Đấy, giá 10 triệu cho cây số 11, các bác nhìn kỹ cho em nhé. Cây
Rồi, như vậy là hàng Classic là chúng ta đã hết hàng Classic rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ còn lại ba cây cuối cùng là hàng Aquatic. Hàng Aquatic đây cũng rất là hiếm, rất là đẹp luôn. Hộp Cassie của con đầu tiên này. Con đầu tiên hộp Cassie là đang thiếu một cái quai sách quý vị nhá, đang thiếu một cái quai sách. Thì quai sách này về chúng ta có thể chế quai khác vào cũng được, quai vải ấy, chúng ta chế vào cũng được. Đấy, hộp Cassie thì rất là dày dặn, rất là chắc chắn luôn. Đây. Đấy. Hộp Cassie đây. Đó. Đàn rất đẹp luôn, quý vị nhìn sơ qua đã biết rồi. Đây là vết mực đánh dấu hàng đấu giá quý vị nhá. Đấy, FK cộng C này. Con này của nó là FG351B. FG351B Made in Japan. Đó, 1887. Đó, thập niên những năm 80 này. Đấy, đàn đẹp new line luôn, mặt top đẹp hoàn hảo, đẹp chấm hết nước quý vị nhá. Đó. Ngựa này. Ngựa zin luôn ạ. Mặt top thì không có điểm nào để chúng ta phải chê rồi. Mặt top nó đẹp new line luôn. Rồi, phím này. Rất mới luôn ạ. Đấy. FG351B quý vị nhá, nhớ mã cho em ạ. Rồi. Rất mới luôn. Đấy, vị trí nắp ti chỉnh con cần ở đây nhá. Yamaha. Đấy. Đằng sau này. Toàn bộ khóa là khóa zin của Yamaha Made in Japan hết ạ. Gót cần này, gáy nâng cần này, gáy cần này. Rồi. Đây ạ. Đấy, gót cần này. Gót cần này. Đẹp hoàn hảo luôn. Đấy. Sườn này, sườn bên trái này. Chôn đàn này. Sườn bên phải này. Đẹp hoàn hảo chấm hết luôn. Quá đẹp luôn. Đấy. Đàn 3 mảnh, chôn 3 mảnh quý vị nhá. Đấy. Chôn 3 mảnh. Đó. Quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn ạ. Chất âm thì quá là sáng, quá rõ nét rồi. Con số 12 đàn đẹp New Line FG351B với giá em bán cho quý vị là bảy triệu năm trăm nghìn cho con số 12, 7.500.000 cho con số 12 quý vị nhá. 12 số 12 7.500.000, quên mất lại bỏ ra. Tiếp theo này, con số 13, hộp cassie lỉ vàng, hộp cassie bo viền nhôm. Đấy, bên ngoài rất là dày dặn, rất là chắc chắn. Và mã đàn là gì đấy? Mã đàn là gì đấy ạ? Mã đàn là gì đấy các bác? Moritz W40. Moritz W40, một con đàn new line còn nguyên phiếu bảo hành và giấy tờ mua bán. Đấy, mặt top đẹp new line. Ngựa zin, tất cả mọi thứ phím vùng nó mới hết. Đấy. Đấy. Trên này thì hơi có một vết ố sơn ở trên này, trên đầu cần này. Đấy. Những con đàn từ những năm con này là xuất xứ không nhầm là em xem cái giấy. Đây. Ở bên trong này nó sẽ có một tờ giấy này và một cái phiếu. Phiếu này là phiếu bảo hành hay phiếu mua hàng gì đây? Ở đây là hình như không nhầm ghi ở đây là 23 ngày 23 tháng 3. Năm này là năm bao nhiêu đây? Năm 72 à? Số này có phải số 72 không ạ? À? Đấy. W40 này. Đấy, đóng dấu ấn này. Đấy, và đây là giấy tờ. Đây,
W40 này. Đấy, dài nhằng nhặc ở đây luôn. Đóng dấu ấn ở bên dưới này luôn ạ. Đấy, những cái cây đàn như thế này thì kiếm bây giờ rất là hiếm, rất là khó luôn. Đàn còn đàn sản xuất ra là hầu như là đúc vào hộp và bỏ không ở đấy luôn các bác ạ. Đấy. Rất là chất luôn. Này. Morris này. Đấy, khóa zin của nó luôn nhá. Này. Đấy. Tìm được những cái cây đàn lâu năm như này thì rất là khó luôn. Đấy. Rất là khó luôn. Rất là khó luôn. Nói chung là rất là đẹp luôn này. Vần gỗ nó đẹp như thế này mà. Phải nói là cầm mấy cây đàn nó đẹp, quá là đẹp, quá là chất luôn. Gỗ, gỗ già. Vân này là vân gỗ già này. Vân gỗ già. Vân gỗ già rất là đẹp luôn ạ. Vân gỗ nhìn trông rất là chất và rất là khỏe đàn này. Đấy. Đàn ba mảnh quý vị nhé. Rất là chất luôn ạ. Đấy, đàn ba mảnh này rất là chất lượng rồi. Đó, chất âm này. Rồi ôi, nó rất là chi tiết luôn. Đấy, tiếng rất sáng, rất rõ nét. Đấy, dày dặn sáng, rõ nét luôn. Quý vị nhá, W40. Đấy, hàng lưu lai, còn nguyên đầy đủ giấy tờ, còn nguyên bụi nha, rất là bụi nhá, em gầy gầy có mấy cái mà bụi quá, còn rất mới luôn, rất là mới luôn quý vị ạ. Đàn hầu như sản xuất ra đúc hộp rồi, cất kho rồi. Thì con này là giá là 12 triệu nhá. Đấy, giá 12 triệu mà bác nào mà không chốt được con này nữa thì em nói các bác là không kiếm được đâu những cây đàn W40 đẹp như này đâu, rất khó luôn ạ. Mà cái hộp KC của nó thì nhìn nó rất là phê luôn, cái hộp KC này rất là dày dặn luôn. Đấy, 12 triệu cho con số 13. Con là con 13 nhé. 12 triệu cho con số 13. Rồi, con cuối cùng đây. Một cái hộp cassette màu vàng bò. Một cái màu rất là dày dặn và chắc chắn. Đây ạ. Ở trong cũng là lỉ vàng luôn, vàng ươm. Đàn thì rất là độc luôn ạ. Những con đàn này rất là độc lạ luôn. Đây các bác này. Em nhìn quay cho các bác xem cái vân gỗ này. Vân gỗ này thì kiếm ở đâu ra? Đây là vân gỗ già nhé. Vân gỗ già thì chúng ta mới có những cái cây đàn vân gỗ như này. Đúng không ạ? Đấy. Đây. Vân gỗ già thì nó mới được có những cái vân gỗ như này, rất là khó tìm luôn. Đây, của nó là Morris. Đấy, lô TF50T. Lô TF50T Made in Japan, dòng chữ cuối cùng tem tròn chữ ký. Đấy. Quý vị nhìn kỹ chưa ạ? Ở bên trong này. Trong này có số khung ở bên trong này luôn. Đấy, rất khó nhìn đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn ở cái cần này. Đầu ngón tay em chỉ. Đấy, có số khung ở bên trong nhé. Con nào cũng vậy thôi. Đàn xịn của nó như vậy. Mặt top thì đẹp hoàn hảo luôn. Đây, ngoài có một vết nhỏ xíu như này. Nhìn xa thì không thấy rồi. Đấy. Phím đàn rất ngon, rất mới luôn ạ. Morris này. Morris. Đấy. Khóa này. Đây là Morris này. Khóa khủng này rất là ngon này. Này. Gót cần này. Đấy. Chỗ tay này là không biết là dính bẩn hay là cái gì đây. Hay là ố một tí sơn ở chỗ này đây. Không rõ nữa. Đấy. Chôn đàn này. Phải nói là gỗ quá già luôn thì mới được những cái vân gỗ như này. Gỗ quá già luôn ạ. Gỗ quá già luôn. Đây. Gỗ quá là già luôn. Đấy. Quá là chất lượng luôn. Quá là chất lượng luôn quý vị ạ. Đó. Chất âm xem nào. Rồi. Chất âm này ngang ngửa với con W40 vừa nãy quý vị nhé.
rất là ok luôn, xứng đáng với đồng tiền chúng ta sưu tập. Cây số 14, cây số 14 em bán cho quý vị với giá là 10 triệu đồng là cây cuối cùng của trong clip ngày hôm nay. 10 triệu cho cây số 14 quý vị nhé. Đấy, như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi chi tiết từ đầu tới cuối mà bên Nhạc Vĩnh Phúc đã khui ra tổng thể là 14 cái cây đàn trong cái clip ngày hôm nay. Đấy, em đã xếp hàng ra đây rồi thì bây giờ là em sẽ giới thiệu lại sơ qua một chút nữa, quay lại lần nữa một chút nữa cho các bác nhìn kỹ thêm một chút nữa. Thì các bác nào chốt được cái sản phẩm nào nhanh tay nhấc máy liên hệ với em để chúng ta chốt được cái mặt hàng chúng ta ưa thích quý vị nhé. Nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Ngoài giờ làm việc các bác vui lòng nhắn tin qua số điện thoại cho em ạ. Đây, em mời các bác ngắm lại cho em. Đấy, cây số 5 này. Đấy, G120 cây số 5. Đấy, cây số 6 G150. Đấy, cây số 6. Cây số 7 C200. Đấy, 3 cây của Yamaha đấy. Này, cây Matsuka Zetem đây. Matsuka Zetem này. Đó, cây số 8, số 9. Đó, Takami này. No 5 1982. Đấy. Số 10. Đó, Matsuka 706N size gọn. Đấy. Đấy, nhìn các bác nhìn kỹ. Đấy, nhìn kỹ thì nó gọn hơn một chút xíu thôi. À, thấy chưa? Đấy. Cây số 11 đây. Đó. Matsuka 706. Đấy. Size chung này. Đó. Cây số 12 FG351B. Đấy. Cây số 13 Moritz W40. Cây số 14 Moritz Lô TF50T. Đấy, gỗ giả, vân gỗ. Quá đẹp luôn, quá chất lượng cho lô đàn ngày hôm nay. Đấy, quá chất lượng luôn ạ. Và đây là 4 cây rẻ tiền ở đầu clip đây. 4 cây rẻ tiền đầu clip đây các bác nhé. 4 cây rẻ tiền này. Thứ tự là 1, 2, 3, 4. Đấy. Rồi. Ngoài ra thì bên em còn những cái hàng hàng Việt Nam đây. Hàng Việt Nam sản xuất đây. Dao động khoảng 1 triệu này, 1,2 triệu. Đấy, có rất là nhiều nhá. Những cái hàng này thì em bán cho khách đến mua trực tiếp rồi. Em cũng thỉnh thoảng cái hàng về thì em khui thùng ra để em làm clip khui thùng thôi. Đấy. Các bác nhá. Đấy, còn ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều sản phẩm như là đàn organ thì có rất là nhiều. Đó, guitar điện này, đàn piano này, hay là âm thanh karaoke, âm thanh nghe nhạc cũng có đủ hết các sản phẩm ở đây quý vị ạ. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Kính chúc cho quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc vì hình chân yêu của mình. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị.